theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi game pha trưởng ở trên hai quãng 8 từng tay. Cô xuất phát từ tay phải trước. Đối với game này chúng ta chú ý là số ngón tay sẽ có một chút khác biệt, là chúng ta sẽ chơi ngón 1, 2, 3, 4. Rồi nốt đô mình sẽ luồn tay chơi ngón 1, 2, 3. Và tiếp theo mình sẽ cần phải chơi tiếp lên một quãng nữa. Như vậy nốt pha tiếp theo mình sẽ chơi là ngón 1, 2, 3, 4 và 1, 2, 3, 4. Kết ở nốt pha ngón 4. Bây giờ cô sẽ thực hành như sau. Trưởng 5 4 3 2 1. Nốt re vắt ngón 3 2 1. Và tiếp theo nốt son mình sẽ vắt ngón 4 3 2 1 3 2 1. Cô bắt đầu thực hành như sau. Cô đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn game pha trưởng đối với tay phải và tay trái.